tại sân đền Thỏng trong nghi thức trồng kiệu, chủ lễ thành kính tuyên chúc văn, quý đại biểu lên dâng hương tại đền chùa Thượng. Lễ hội được diễn ra trang trọng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Mặc dù không tổ chức phần hội, song nhiều Phật tử và du khách vẫn hiện diện tại khu danh thắng Tây Thiên để lễ Phật, lễ mẫu. Cả lịch sử từ xưa đến nay đều ngưỡng mộ, đều tâm thành và chắc chắn với tấm lòng đó, quốc mẫu sẽ phù hộ độ trì cho dân tộc, đất nước và đặc biệt sự nghiệp của thời đại chúng ta. Hôm nay thì rất may mắn là được về là đúng chính hội, nên là cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Khung cảnh thì thấy là an yên mà kiểu cảm giác là nó bình an đấy. Lễ hội Tây Thiên diễn ra hàng năm tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã có công với dân, với nước, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc. Ngay từ sáng sớm, nhiều Phật tử đã vân tập tại sân chùa Huyền Không để chuẩn bị vật phẩm cúng dường. Mặc dù tổ chức vào ngày thường, nhưng vẫn đón được đông đảo Phật tử xa gần đến dự lễ hội, tạo nên một không khí náo nhiệt tại ngôi chùa đặc biệt này. Cái chùa Huyền Không được thành lập năm 1973. Và từ đó, thì cứ ngày rằm tháng 2 là kỷ niệm cái ngày thành lập đó. Và cũng là quy tụ các chư tăng ni Phật tử. Thì họ tự nhiên tự động rồi hội họp lại. Thì hôm nay rất là may mắn, năm ngoái chỉ có 4 huynh đệ mình vào thôi, ở công ty đó vào, nhưng mà lần này thì có 20 anh chị em khác vào, có những học viên trong đoàn đó đến từ Lạng Sơn, từ Đồng Lai, từ Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác cũng đi theo các thầy cô theo đoàn mình vào, rất là hoan hỉ, rất là hạnh phúc. Tại lễ hội Huyền Không, nghi thức đặc biệt và cũng là duy nhất tại Thừa Thiên Huế là lễ đặt bát hội cúng dường chư tăng ni. Với người Phật tử, được thành kính đặt bát cúng dường chư tăng ni như tái hiện lại hình ảnh thời Đức Phật còn tại thế. Trong lễ hội Huyền Không thì chủ yếu là chư tăng ni Phật tử đến hội họp lại với nhau trong cái tinh thần đoàn kết. Trong đó có những cái lễ mà cũng như là cái truyền thống của Phật giáo từ xưa đến nay là có chư tăng đi bát và đi để cho Phật tử họ có cái cơ hội để bác cúng dường cho chư tăng, và chư tăng cũng thực hành cái hành khắc thực đó. Ngay sau đó là thời pháp thoại của chư tôn đức nhắc nhở việc tinh tấn hành trì lời Phật dạy để thăng tiến trên con đường tu học. Buổi tối nhân lễ hội còn có nghi thức nhiễu tháp, cúng dường hoa đăng và tọa đàm về chủ đề bài học giác ngộ và vượt qua.